Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến thì ở cái video này thì mình cập nhật cho bạn về cái tình hình về cái dự án đào cái đồng đu đu à, cũng như là về với cái việc cảnh báo về cái dự án này nó có khả năng là nó sẽ là sờ cam rất là cao nha các bạn. Đó, thì cái này thì mình sẽ là cập nhật với các bạn ở cuối video. Còn đầu tiên thì mình sẽ là chia sẻ cho bạn cái thông tin về cái sàn XT thì nó đã có cái thông tin cực kỳ là vui đó là nó sẽ là niết à, chuẩn bị niêm yết cái đồng pi ở trên cái sàn này thì ở đây thì là họ đang bắt đầu là cái lấy cái đang nộp đơn để xin là được là uh, nít ở chế đồng bi ở trên cái sàn XT này chúng tôi rất vinh dự được thông báo rằng Pi Network sẽ được niêm yết ở trên sàn XT và cặp giao dịch Pi với cặp USDT sẽ được mở tại uh, khu đổi mới và vui lòng theo dõi lịch sử gửi tiền và giao dịch đó Pi là tiền điện tử dành cho những người hàng ngày thúc đẩy nền kinh tế ngang hàng toàn diện trên thế giới. Tại sự ứng dụng của chúng tôi để bắt đầu khai thác Pi ngày hôm nay và cảnh báo rủi ro. Cái này thì những cái này thì nó đơn giản thôi nhưng mà chủ yếu là cái thông tin đó là về cái việc mà sàn XT này thì sẽ là lít chuẩn bị sản, à, cái, cho cho cái đồng Pi này lít ở trên cái sàn XT này và nó sẽ cho chúng ta giao dịch cái cặp Pi uh, với cặp UDT thì theo nhiều những cái những thông tin thì các bạn cũng đã nắm được rồi thì cái sàn Hobi nó cũng là chuẩn bị là nit cái đồng Pi này ở trên sàn thông báo tự cộng đồng về việc ra mắt mạng chính tiềm năng của Pi mạng Pi kính gửi người dùng Hobi Hobi luôn cam kết hỗ trợ các dự án hàng đầu trong mối quan hệ cộng đồng của họ với à, đề xuất tích cực của cộng đồng Pi Network quốc Hobi sẽ theo sát các cập nhật của Pi Network Quốc về việc ra mắt mainnet sắp tới và sau khi mạng chính thức được nâng cấp thành công thì Pi sẽ được xem xét để niêm yết trong thời gian sắp tới như vậy thì là Pi cũng sẽ là nít ở trên cái sàn là Huobi và tới đây theo thông tin của mình cũng nắm được ấy, thì tới đây thì cái à, sàn Ondert cũng sẽ nít cái cái đồng Pi này ở trên sàn trên sàn nó nút nha các bạn như vậy là cái đồng pi cực kỳ là tiềm năng và sắp tới sẽ nít rất là nhiều sàn và tương lai có thể sẽ là nít ở trên cái sàn binance và khi đó thì các bạn sẽ biết được cái giá của nó là sẽ là nó cao như thế nào thì uh, mọi người có thể là đánh giá và uh, định được cái giá của một pi này bao nhiêu cái udd nha các bạn thì cái này thì các bạn có thể là comment bên dưới video cho mình uh, chúng ta cùng nhau tham khảo cũng như là uh, đoán dự đoán cái giá của nó khi sàn nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái app P. thì uh, mình cũng đã là bỏ một bán một thời gian là mình không đào và bây giờ thì có những nhiều những cái thông tin tốt như vậy thì mình lại phải quay trở lại mình đào tiếp. Ở đây thì mình uh, uh, rất là người đào tham gia các cái app đào thì mình cực kỳ là người đào. Đó. Bây giờ thì mình sẽ là quay trở lại mình, mình uh, bấm vào đào. Ở đây thì cái số lượng mà mình đã đào thì uh, cũng không được nhiều lắm được 1, 1773 Tuy nhiên thì cái số pi này thì mình vẫn chưa được KIC đó. không hiểu sao là mình vào cái phần mà để mà KIC thì vẫn vẫn chưa được duyệt cho KIC đó rất là buồn tới đây thì Nissan sàn thì chắc là mình cũng chưa bán được cái số pi này thì không biết là ở kênh này thì có có nhiều anh em đã uh, vượt qua được KICP chưa? Uh, nếu như bạn nào mà đã vượt qua được KICP thì uh, xin mừng xin được chúc mừng tất cả các bạn. Uh. Rồi, cái thông tin thứ hai là mình cập nhật cho bạn về cái dự án Dudu đu đu. tại vì sao mà cái uh, dự án Dudu đu đu này thì khi mà cái giá của nó uh, tăng bất thường uh, cũng như là về cái việc mà uh, rất là nhiều bạn phản ánh về cái việc mà các bạn đã rút tiền nhưng mà nó không thanh khoản hay là nó chưa trả về ví cho chúng ta thì à, cái việc này ấy, có thể nó sẽ là đến cái giai đoạn là sờ cam rồi ở đây thì là mình đã rút là hai cái lệnh cái lệnh này là mình rút ngày hôm qua và cái lệnh này là mình đã rút được ngày 22 tháng 12 rồi mà hôm nay đã là 27 rồi đó 5 ngày rồi chưa về ví nhà các bạn 5-6 ngày và thậm chí là ở trong cái nhóm uh, telegram của uh, cái dự án uru này họ đã uh, phản ánh rất là nhiều có những người có khi là hai chục ngày nhưng mà họ vẫn chưa trả về ví mặc dù ở trước đó thì mình rút rất là thành công ở đây thì mình đã rút 1 2 3 4 mình đã rút bốn lệnh này rất là thành công và rút chỉ trong vòng uh, cái lệnh đầu tiên thì mình đã làm video ấy, thì mình rút khá là lâu À, tuy nhiên thì những cái lệnh sau này thì mình à, rút khá là nhanh mình đặt lệnh rút cái thì nó đã trả về ví ngay lập tức và ở đây thì nó cho chúng ta rút về hai mạng mạng TRX và mạng BSC thì cả hai mạng này đều rút về rất là ok tuy nhiên thì hai cái lệnh cuối này thì mình cũng à, rút khá là lâu rồi nhưng mà chưa thấy trả về thì cái động thái này thì mình có nghĩ là một là cái dự án này nó thanh khoản theo à, có nghĩa là à, giao dịch bằng cơm khi mà có người rút thì họ sẽ là duyệt từng người một duyệt bằng tay chứ không phải duyệt tự động Đó, cho nên có thể nó sẽ là lâu nhưng mà cũng không đến mức mà lâu đến 20 ngày không thanh khoản cho người ta thì cái này thì nó sẽ là cái dấu hiệu của à, khả năng sẽ là scam sắp đến Đó, cho nên là mình ở làm cái video này là mục đích là mình cũng chia sẻ cho bạn như vậy và để cho các bạn nắm được và khuyên các bạn cũng không nên nạp tiền vào cái à, cái dự án đu, đu này để chúng ta là đầu tư mua cái đồng đu, đu. chúng ta đào free và chúng ta đào được bao nhiêu chúng ta ăn mấy nhiêu, đào được nhiều chúng ta bán nhiều, được ít thì chúng ta ít uh, tránh về cái việc mà nó sẽ là cam thì chúng ta sẽ là mất mát về cái tiền. Ở đây thì nó sẽ là có cái phần lốt uh, plan này. Ở đây thì là là các bạn nạp USDT vào đây là các bạn mua uh, cái cái tốc độ T đấy, tăng cái tốc độ khai thác đấy, sức mạnh khai thác lên. một đô là sẽ được 1T và ở đây là 100 USDT thì sẽ được 200T. Đó. Ở đây là 10 đô sẽ là bằng 15T tương đương với lại uh, như mình giới thiệu khoảng tầm 200 người, 300 người. Đó, thì nó có cái phần này ấy, từ từ bắt đầu khi mà nó nâng cấp lên nó có xuất hiện cái cái chức năng nốt này ấy, là à, là cái dự án này nó không không thanh khoản à, tức là chúng ta rút UDT là nó không trả. Bắt đầu từ khi cái này nó sẽ, sẽ sinh ra này. À, cho nên là các bạn lưu ý nhé cái phần này là có thể là sẽ là sở cam ấy cho nên là các bạn lưu ý các bạn không tuyệt đối không nạp tiền vào cái dự án này để tránh cái việc mất mát tiền. Đó, ở đây thì là mình chia sẻ cho bạn những cái thông tin uh, như vậy <laughs> về cái việc T này thì uh, ở đây thì các bạn uh, nếu như các bạn đào được cái đồng uh, đu, đu này thì các bạn muốn đầu tư vào tái đầu tư không phải là các bạn tái tái đầu tư bằng USDT nhé mà các bạn tái đầu tư bằng cái đồng đu đu khi các bạn đào được thì các bạn bấm vào cái phần này sau đó thì các bạn ví dụ như các bạn có 10 đồng chẳng hạn thì các bạn đầu tư vào các bạn đầu tư vào thì nó sẽ tăng cái tốc độ T lên thì cái này thì sau kết thúc một phiên đào thì các bạn có thể là rút cái đồng đu đu này ra các bạn bán cũng được nó không phải là đầu tư là à, vĩnh viễn luôn lúc nào giá lên cao thì các bạn có thể là rút ra ở đây là phần đầu tư nhé còn phần này là phần rút ra thì, thì các bạn nhấn tất cả sau đó các bạn nhấn con fit thì nó sẽ là rút cái đồng đu, đu này ra và khi đó thì các bạn bán được đó thì ở đây thì cái phần market này cái giá ngày hôm qua này có lúc nó tăng lên đến 10 14 qua nó có lúc nó tăng lên đến 14 UDT một đồng đu, đu thì mình đã đặt giá là 10 thì mình đã bán được và 20 UDT và mình cũng đã rút từ hôm qua và đến sáng ngày hôm nay thì mình vẫn chưa thấy về đó thì cái dự án này có khả năng là sẽ là sờ cao đấy là mình cảnh báo cho các bạn để các bạn à, tránh về cái việc mà các bạn nạp utility vào đây à, để mua cái t này đó thì à, cái này là không nên nha các bạn chúng ta sẽ đào Phi đào miễn phí à, chúng ta kiếm được bao nhiêu thì chúng ta bán bấy nhiêu rồi ok thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.